nổi phong phổi. Hôm nào anh ạ, em phải lấy riêng một cái phổi ấy, xong bắt đầu em buộc lại, mang ra đồi đi bơi. À ừ. Làm phao cứu sinh. Khả năng đến đây làm phao được đấy. Tại vì nó to lắm rồi ạ. Lấy nguyên nó cái to phổi luôn. Làm phao cứu sinh luôn. Dựa gì nó xuống xem nhá. Ồ đúng là làm phao được đấy này. Làm phao được mà. Không dí được nó luôn xuống luôn này. Ấy. Như kiểu hai cái can 10 lít ấy. Wow. Ui. Thổi được không nhỉ? To này ai mà thổi được hơi hết anh nhỉ. Thì thổi nhá. Ok. Cái này phải dùng máy bơm. Dùng bơm để... Ủa nó phồng lên đấy. Nó vừa nở ra cái lại chẳng. Uầy! No 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 no. Thổi mạnh vào. Kiểu bẩn thế. Không đủ hơi. Nó chỉ hơi rồi lên, tại vì nó cái yếu quá. Thôi, nhóm lửa đi. Hôm nay sẽ làm món đặc biệt nhá. Cái này không ăn sashimi được đâu. Thế ăn món gì đấy? Làm món siêu cay, xào siêu cay. Đấy, cái phổi này mình sẽ chiên cả cái lên. Sau đó sẽ cắt ra để xào siêu cay nhá. Mình nghĩ là nó chiên, nó sẽ teo lại. Cắt thành miếng nó dễ hơn. Ok. Wow. Chiên. Ý trời ơi. Ui nó phồng. Nổ không nhỉ? Ui anh ơi. Hả? Con này nó phồng phồng lên này. Đấy. Rồi cái nào trắng luôn này đấy. Mày. Thôi. Mục đích của việc chiên này là để tí nữa mình thái cho nó dễ thôi. Ui nó phồng ạ. Ui nơi bà. Hôm nào mà đấy, mình làm cả một bộ lòng phèo tim gan phổi của trâu nhỉ. Làm một nồi. Không, làm một nồi phá lấu. Nồi gì nhỉ, nó gọi là thắng gì nhỉ cố. Thắng cố trâu nhỉ. Lòng phèo các kiểu. Đẳng cấp luôn. Thì chắc là hợp lý đấy. Anh nhanh rội lên một cái cuống là nó đỏ. Cuống là thái được. Cho lửa to to lên đây. Mình tưởng nhanh mà lâu lâu phết mọi người ạ. Bây giờ mình chiên cho nó cái này nó. Đó. Ây da. Mình chiên cho nó gọi là khô cái mặt này luôn nhá. Khô cái mặt luôn để đấy. Để dễ thái. Ok nhá mọi người nhá, mình sẽ chiên tầm như thế này thôi để dễ thái. Thái thái rồi mọi người ạ. Ui à. Nó trưng phồng trương lên đấy mọi người ạ. Ui, không được, không được. Phải lấy cái gì nữa? Cái móc à. Đưa đưa cái muôi đây, đưa cái muôi đây. Quải móc luôn. Nặng móc quá. Nào, hai bom. Ui. Đó đổ dầu vào tay rồi, chết toi. Ui, giữ, giữ chậu, giữ chậu. Đó. Wow, bóng bóng. Wow. Nào, ra đây để thái nó ra nhá. Mục đích chính của việc chiên qua này ấy, là để thái thành miếng cho nó dễ nhá mọi người nhá. Ở bên ngoài chỉ nên ở trong mất sống mọi người. Ở trong chắc chắn là sống ác rồi. Mình thái sẽ miếng to bằng khoảng tầm 2 bàn tay đi. Tí nữa mình lại chiên tiếp cho nó. Ui, nóng lắm. Phải lấy anh cái đôi đũa. Siêu bỏng luôn. À.
Ui. Đấy, một miếng nha, sẽ tầm như thế này. Ui, thế mà thái răng chỗ này chắc giã tay anh nhỉ? Bỏng. Bỏng, nó bỏng thôi chứ. Thực ra là nó dễ thái thôi mà. Nhưng mà nó bỏng. Đấy, ui miếng này hơi dày rồi. Được. Ui xa. Đấy, tiện thể cắt cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cách mài dao đơn giản nhất nhé. Anh em mình sẽ luôn tặng cho mọi người một cái bộ mài dao này. Mọi người chỉ cần liếc qua cái rãnh đầu một tí này, rãnh sau một chút này, rãnh sau nữa là con dao thái của mình nó sẽ sắc hẳn nhá, sắc hẳn luôn lên một phần mới luôn, gọi tầm cao khác luôn. Đấy, cái này thì nó chỉ gọi là cái liếc dao thôi. Chứ còn mài chuẩn chỉ là mọi người phải dùng cái đá mài mịn nhá. Đấy. Đấy. Ai, nóng. Rồi. Đấy nha, mình sẽ khứa một phát cho mọi người xem nhé. À. Đấy. Thấy chưa? Khi mà con dao chưa được mài, mọi người phải thường xuyên mài vào nhá. Nó sẽ rất là sắc. Wow. Những ngày mình sẽ cắt theo hình này. Mình thấy ngon nhất là cái bộ phận này này. Đúng. Sụn này, hay ở đây đây. Đây đây. Như như kiểu khẩu thần công này. Nhưng mà chín chưa anh? Chín chứ. Ừ, chín hơn nhỉ. Làm miếng không? Đây. Đó. Wow. Đoạn phổi dày nó mới sống rồi. Nhìn như kiểu cái đoạn khấu đuôi anh nhỉ. Đây là cuống phổi, cuống họng phổi, giống cuống phổi, cuống tim đấy. À, rồi bạn này bằm tiết cánh hết rồi luôn. Ngon. Chưa ngon luôn. Giống đoạn khấu đuôi, ngon. Tiếp tục chiên lượt hai nhá. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ nhìn như kiểu gan cháy lên nhỉ. Điên à? Nhìn bây giờ nhìn như kiểu bỏ bít tết ấy. Ấy, giờ cho ra để ướp gia vị nhá. Ướp gia vị siêu cay nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu ướp gia vị siêu cay vào cho nó nhá mọi người nhá. Wow. Xà, hấp dẫn phết đấy mọi người ạ. À. Cay lắm. Cay này nó mới đỡ hôi. Thấy không? Nhìn như những miếng bít tết. À, như những miếng bít tết luôn. Rắc muối, rắc muối. Ok. Nó để đâu? Lấy phổi đây, lấy phổi đây. Rồi, nào, lôi ra, đổ ra. Ui, nặng nặng. Đấy, trông không còn ghê rợn như lúc nãy nữa nha mọi người nha, như lúc đầu nữa nha. Đấy, bây giờ thì chỉ nhìn thấy ngon thôi. Tỏi vào bát cái thơm luôn rồi ạ. Thơm cực kỳ luôn. Rồi, hết nước chấm. Vàng rộm rồi mọi người ạ. Wow. Đấy nhá. Ôi ôi cái cục gì đây? Cục này quên thái mọi người ạ. Cục này lúc nãy chẻo ăn quên thái. Ui nhưng mà cái này chẻo ra ăn ngon đấy nhỉ.
Cái nào cũng ngon. Tí nữa mà xem. Thơm nha anh à. Quá thơm. À, gia vị vào á. Ăn hết cái mùi ngò. Rồi, thấy chưa? Mướt à? Đặc cấp. Đáng nhẽ mình là phải lên. Đáng nhẽ mình là phải làm đầu bếp cơ. Nhưng mà bố mẹ lại cứ bắt làm YouTuber. Cuộc sống sinh ra là đáng nhẽ ra phải làm đầu bếp. Ngày trước đang làm sinh gọi là kỹ sư. Đâu? Có một thời gian đi gọi là phụ hồ. Phụ hồ với cả cú làm trong bếp nhưng mà là nhặt rau. Nhặt rau với rửa bát ở trong bếp. À, bố mẹ sinh ra thì gọi là bắt đi làm kỹ sư. Cuộc đời xô đẩy ấy, là mình làm YouTuber đấy. Nhưng mà đáng nhẽ ra là mình phải làm đầu bếp. Nghề chính của mình là đầu bếp đấy mọi người đấy. Ok nhé mọi người nhá. Đây là mâm gọi là phổi bò của anh em mình đấy. Lúc đầu nó khác, bây giờ nó khác đấy. Đấy, nhìn như miếng bít tết không? À, một miếng bít tết gọi là siêu ngon luôn. Rất là đậm đà. Ngoài vỏ nó vang này. Mời tất cả mọi người nhá. Ui dạ. Đặng câu ơi. À, hơi cay thì thôi. Thấm đáp gia vị mọi người ạ. Mềm. Không hôi. Khá là ngon nhá. Đó, bảo ơi. Hơi cay thì thôi. Không dai đâu. Mời tất cả mọi người nhá. Làm miếng bò bít tết nướng xả ớt. Nướng xả ớt. Nướng ở đâu? Ngon ngon nhau, ăn ngon cực mọi người. Ngon cực luôn. Có phải thôi. À. Bỏng. Ngon hơn gan nhá. Ui ơi, lòng xe điếu này anh ơi. Đấy chà. Đặt cao chưa? Cái quả đây ngon này, ngon này mọi người ạ. Ngon lắm mọi người ạ. Lòng xe khít. Anh phải ăn cái lòng này. Đâu? Đây là cái miếng tí. Đây là cái miếng gì, nó gọi là gì? Cuống cuống phổi. Cuống phổi á? À, dài lắm. Kéo kéo. Kéo rồi. Cho miếng nhỏ đi. Miếng nào nhỏ à? Đây đây. Ngọt lắm anh ơi đấy á. Hơi sai tí. Ra mình thái cái này hơi dày. Thái mỏng nữa được giòn ngon. Mỗi rồi hơi cay. Ăn cay kiểu chơi là xe xe lạnh này ăn xuống. Đẳng cấp. Người ta bảo có cái quả gì ăn mà không cay ấy nhỉ? Quả thần kỳ. Hôm nào mua đi. Hôm nào em phải lên em đặt ít quả thần kỳ về ăn mọi người ạ. Ăn quả đấy người ta bảo là không biết vị cơ. Bảo là những cái quả ngọt thì nó càng ăn ngọt. Ăn những quả chua thì không thể chua, ăn cay không thể cay. Thế ăn nhiều vào sót bụng thì làm nào? Tớ gọi lại. À. Mình nhìn thấy một cái miếng vàng khẻ. Đấy không? Dài. Dài không? Ồ, dài á. Như cắn vào cao su á. Bò bít tết mà nấu kiểu này kiểu ngon đấy nhỉ. À, bò quên, thịt bò chứ, phải bò bít tết. Dứt cái nách. Dứt cái nách. Xe vàng khe này. Người thấy vàng không? Đặc cấp không? Hôm nào mình sẽ làm nguyên cả một bộ lòng mổ mề gọi là nội tạng bò hoặc trâu. Trâu thì ngon hơn. Trâu ấy ạ. Là sẽ nấu một nồi nó gọi là phá nấu hay là gì nhỉ? Nồi thắng cố. Thắng cố trâu siêu to khổng lồ. Vậy nhưng mà một bộ lòng trâu trước đắt tiền phết đấy. Một mình biết cái dạ dày của nó và bao nhiêu tiền không?
Bao nhiêu rồi? Nó phải mười mấy cân ấy, thì mỗi cân 200.000. Thế là tính ra cả bộ, cả lòng nước trâu á, nó là đến 5 triệu mất. Còn to anh nhá. Cái này lúc kia con trái, ngủ nó dai. Cắt miếng thịt bò mọi người ạ. Úi. Đấy, lấy tí thịt, thịt ở ngoài. Này, ngon này. Đây, đây, đây. Thịt ở đây. Cái này mới là đẳng cấp ấy ạ. Hả? Thì nó ngấm ngon lắm. Đâu xem nào. Đây này. Ừ. Ừ, thịt ngon hơn nhỉ? Ngon hơn. Cay, ngon. Ôi, là món rẻ tiền mà. Ừ. Cái gia vị, đúng cái gia vị này nha. Lúc nãy anh em mình phải mua thịt trâu, thịt bò ấy. Đúng. Đó. Ngon. Hơi cay xíu thôi. Lòng xe máy. Thôi nó bắn vào mắt cái xe mắt đấy. Đó bắn vào mắt ra thì thôi rồi. Không phải nghĩ luôn. Đây là miếng mỏng nhất. Đó, miếng nào mỏng mỏng nhất. Ăn thử miếng mỏng chất lượng hơn không? Ngon đấy. Miếng mỏng thì chắc chắn là sẽ cay hơn nhé mọi người nhá. Cái đoạn này là thịt cuống đây này. Thịt cuống à. Nguyên cái cuống với cả thịt bên ngoài luôn mọi người ạ. Ủa bên ngoài cuống. Ủa đoạn này ngon đấy. Ngon đoạn này ngon. Ngon hơn cái đó kiểu ổi thái ra. Đấy, đấy, đoạn này mới ngon. À không ạ. Kiếm những cái đoạn ngon này.